Báo cáo từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết, trong vòng một tuần qua, tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp liên tiếp xảy ra các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Trước tình hình trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tăng cường các biện pháp quản lý nghiêm các quy định trong kiểm soát người lao động từ ngoài tỉnh vào. Tính đến nay, đã có 88 trường hợp F0 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được đưa đi điều trị thuộc các địa bàn thị xã Phú Mỹ, huyện Đất Đỏ, huyện Châu Đức và thành phố Vũng Tàu. Liên quan đến các F0, lực lượng chức năng truy vết được 990 trường hợp F1 hiện đang cách ly tập trung theo quy định. Nguyên nhân của việc tăng nhanh các ca F0 là do người lao động được di chuyển hàng ngày đến đây làm việc từ các tỉnh thành lân cận. Các lái xe, phụ xe, vận chuyển hàng hóa cũng từ ngoài tỉnh vào, nhưng nhiều người có mầm bệnh bên trong. Để hạn chế dịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp duy trì thực hiện nghiêm biện pháp 5K, tiếp tục thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động theo quy định, tăng cường trách nhiệm quản lý việc khai báo y tế, thực hiện các biện pháp y tế đối với người lao động từ các tỉnh thành, khu vực có dịch COVID-19, vừa hết giãn cách xã hội, đến làm việc tại các doanh nghiệp khu công nghiệp. Siết chặt các biện pháp kiểm soát, giám sát phương tiện, lái xe, phụ xe, đến giao nhận hàng hóa, nguyên vật liệu, cung cấp suất ăn, dịch vụ chuyển hàng, hay khách đến làm việc với doanh nghiệp.